Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với Anh ngữ Headway. Trước khi vào bài ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng xem một video nhé. Cô có một câu hỏi dành cho các em trước khi mình xem video. Đó là, trong video này xuất hiện tên của bao nhiêu quốc gia? Nào, chúng ta cùng xem video nhé. Where are you from? 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 Canada? Korea? Italy? China? America, Australia, Japan, or India. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Spain, Germany, Mexico, the Philippines, Brazil, Sweden, New Zealand. Thailand, Peru, Greece, Turkey, Jamaica, Poland, France. Bonjour. Where are you from? 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 Rồi, bây giờ các em hãy nói thật to cho cô biết đáp án là bao nhiêu nào. Đúng rồi, trong video có nhắc đến tên của 22 quốc gia. Chính xác. Bài ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu các quốc gia trên thế giới nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Let's get started. Đầu tiên, các em hãy viết tên của bài học. Bài học ngày hôm nay, Unit Starter, Lesson 7, Vocabulary, Countries and Nationalities. Trước hết, chúng ta hãy ôn lại cách hỏi bạn đến từ quốc gia nào. Các em còn nhớ mình sẽ dùng từ hỏi gì không nhỉ? Đúng rồi, đó là từ where, ở đâu đúng không? Cấu trúc sẽ là gì đây? Where cộng với to be, am, is, are cộng với chủ ngữ subject và cộng với giới từ from. Cách trả lời là như thế nào nào? Chủ ngữ subject cộng với to be, am, is, are cộng với tên quốc gia. I have an example. Cô có ví dụ sau đây. Where are you from? I'm from Vietnam. Bạn đến từ nước nào? Mình đến từ Việt Nam. Ví dụ thứ hai, where is John from? He's from America. John đến từ nước nào? Anh ấy đến từ Hoa Kỳ. Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ ôn lại cách hỏi quốc tịch của bạn là gì. Các con có còn nhớ khi hỏi tên của bạn mình thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào không? Có phải là what's your name? Đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thay cái danh từ name đó, tên đó bằng danh từ quốc tịch. Thì chúng ta sẽ hỏi là gì đây? What's your nationality? Đấy, rất là dễ phải không? Vậy cấu trúc là gì đây? Chúng ta sẽ dùng từ hỏi what cộng với to be, is, are cộng với tính từ sở hữu your, his, her, their cộng với nationality nếu hỏi một người, còn nếu hỏi từ hai người trở lên chúng ta sẽ dùng nationalities số nhiều ha. Cách trả lời là gì? Chủ ngữ cộng với am, is, are cộng với quốc tịch. Bây giờ chúng ta cùng xem ví dụ nhé. What's your nationality? I am Vietnamese. Quốc tịch của bạn là gì?
Mình là người Việt Nam. What are their nationalities? They are American. Quốc tịch của họ là gì? Họ là người Mỹ. Các em hãy nhớ like, share và subscribe đăng ký kênh để cô có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều bài giảng bổ ích cho các em nữa nhé. Vậy để trả lời cho những câu hỏi trên và hiểu được bạn bè trên quốc tế đến từ quốc gia nào, chúng ta phải biết được tên của các quốc gia bằng tiếng Anh, phải không? Bây giờ, chúng ta hãy cùng đi sang phần tiếp theo của bài học. Vocabulary, từ vựng. Mỗi từ, cô sẽ đọc 3 lần. Các em hãy nghe và đọc theo nhé. Morocco. 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 Egypt. 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 Canada. 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 The USA. The United States of America. The USA. The United States of America. Japan. 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 Thailand. 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 The Philippines. The Philippines. The Philippines. New Zealand. New Zealand. New Zealand. Italy. 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 Spain. 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 The UK, the United Kingdom. The UK, the United Kingdom. The UK, the United Kingdom. Vậy là chúng ta vừa học xong phần từ vựng của ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm bài tập để luyện tập nhé. Bài số 1, match the countries with the continents. Các em sẽ phải nối tên các quốc gia với châu lục. Continents là châu lục nha các em. Africa là châu Phi. America, châu Mỹ. Asia, châu Á. Australasia, một châu lục của châu đại dương. Europe, châu Âu. Cách làm của bài này là gì? Các em có thấy là bên phần tên quốc gia, countries, người ta đã đánh số cho các em từ 1 đến 12 không? Các em sẽ nghe và sau đó khi người ta nói tên quốc gia đó thuộc châu lục nào, các em sẽ viết số vào phần châu lục đó. Ví dụ như cô đọc từ Canada là thuộc America thì các em sẽ viết số 1 ở phần America. Các em đã hiểu cách làm chưa? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé! Starter Unit. Vocabulary. Exercise 1. 1. Canada is in America. 2. Egypt is in Africa. 3. Italy is in Europe. 4. Japan is in Asia. 5. Morocco is in Africa. 6. New Zealand is in Australasia. 7. Spain is in Europe. 8. Thailand is in Asia. 9. The Philippines is in Asia. 10. The UK is in Europe. 11. The USA is in America. 12. Vietnam is in Asia. Tiếp tục bài tập số 2 trong sách giáo khoa. Check the meanings of the words in blue. Then choose the correct words in the quiz. Các em sẽ tìm hiểu về nghĩa của những từ được tô màu xanh, sau đó chọn đáp án đúng. Câu số 1. Từ được tô màu xanh là people. People là con người. Người. People from the UK are British or American.
Người đến từ nước Anh là người Anh hay là người Mỹ? British là người Anh nha các em. Vậy thì người đến từ nước Anh thì sẽ phải là người Anh, British. Chính xác, chúng ta sẽ chọn đáp án British. Câu số 2. The Vietnamese are Japanese. Flag is red and yellow. Flag là cờ, quốc kỳ đó các em. Cờ của nước Việt Nam hay là nước Nhật Bản, màu đỏ và màu vàng nhỉ? Thì đáp án của câu này sẽ phải là Vietnamese, đúng rồi. Lá cờ của Việt Nam là có màu đỏ và màu vàng. Cờ đỏ sao vàng đúng không các em? Còn Nhật Bản là đất nước mặt trời mọc nên là nó sẽ có màu trắng và màu đỏ ở giữa. Tiếp tục câu số 3. Rafa Nadal is a Spanish or Canadian sports star. Rafa Nadal là một ngôi sao thể thao người nước Tây Ban Nha hay là người Canada các em? Có ai biết về ngôi sao thể thao này không nhỉ? Đây là một ngôi sao rất nổi tiếng về bộ môn quần vợt phải không? Rafa Nadal là một ngôi sao thể thao rất nổi tiếng người Tây Ban Nha. Spanish, người Tây Ban Nha. Tiếp tục câu số 4. Cairo is the Egyptian or Moroccan capital. Capital là thủ đô. Cairo là thủ đô của nước Ai Cập hay là nước Maroc các em? Thủ đô Cairo rất là nổi tiếng đúng không? Nổi tiếng của đất nước Ai Cập. Các em có biết nữ hoàng Ai Cập không? Thủ đô của Ai Cập chính là Cairo. Vậy thì đáp án ở đây sẽ là Egyptian. Câu số 5. Tom Yum is Thai or Italian food. Tom Yum là món ăn của nước Thái hay là nước Ý nhỉ các em? Tom Yum là một món vô cùng nổi tiếng đúng không? Lẩu Thái Tom Yum đúng không các em? Chính xác, đó là món ăn của nước Thái. Chúng ta sẽ chọn đáp án là Thai. Còn món ăn nổi tiếng của nước Ý là gì nhỉ? Spaghetti, đúng rồi, mì Ý. Câu cuối cùng. The dollar is the British or Australian currency. Từ currency là tiền tệ nha các em. Đồng đô la là tiền tệ của nước Anh hay là của nước Úc. Thì các em có thể thấy nước Anh có hệ thống tiền tệ riêng, đó là đồng bảng Anh. Nên đồng đô la sẽ là hệ thống tiền tệ của nước Úc nha các em. Australian. Đáp án ở đây là Australian. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tới bài số 3. Write nationalities for the countries in exercise 1. Use words from the quiz in exercise 2. Các em sẽ viết quốc tịch vào quốc gia tương ứng ở trong bài 1, sử dụng những từ mà chúng ta vừa học ở trong phần bài 2. Ví dụ là the USA là Hoa Kỳ đúng không? Người đến từ Hoa Kỳ sẽ có quốc tịch là American, người Mỹ. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm bài số 3 nhé. Cô sẽ cho các em vài giây để chúng ta hoàn thành bảng này nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng đọc lại theo cô những quốc tịch mà chúng ta vừa học ở trong bài 2 nhé. Canadian, Egyptian, Italian, Japanese, Moroccan, New Zealander, Spanish, Thai, Filipino, British, Vietnamese. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4. Write true and false information for 1 to 5. Bài tập số 4, các em hãy viết những thông tin đúng hoặc là sai, sử dụng những từ quốc tịch hay là quốc gia mà chúng ta đã học trong bài ngày hôm nay. Cô sẽ có 5 câu sau đây, các em hãy xem là những câu này là true or false, đúng hay sai nha. Câu số 1, Tom Cruise is a Canadian star. Câu này là đúng hay sai nhỉ các em? Sai đúng không? Tom Cruise là một diễn viên ngôi sao nổi tiếng người Mỹ, American, not Canadian, không phải người Canada. Câu số 2, the Canadian flag is red and white. Quốc kỳ của nước Canada là màu đỏ và màu trắng đúng không các em? Yes, it's true. Câu này là đúng ha. Lá cờ của Canada có màu đỏ và màu trắng, hình chiếc lá phong. Câu số 3,
Tokyo is the Thai capital. Tokyo là thủ đô của nước Thái, phải không nhỉ? No, it's false. Tokyo is the Japanese capital. Tokyo là thủ đô của nước Nhật, đúng không? Câu số 4. Phở is Vietnamese food. Yes, that's true. Câu này đúng đúng không các em? Phở là một món ăn của Việt Nam. The euro is the Spanish currency. Đồng euro là tiền tệ của nước Tây Ban Nha, phải không nhỉ? Yes, it's true. Ở Tây Ban Nha thì người ta dùng đồng tiền euro nhé. Đây là những ví dụ của cô. Các em hãy tự đặt ra những câu có thể là đúng hoặc là sai và viết vào vở của mình nhé. Hoặc các em có thể viết lên phần comment phía bên dưới video này nhé. Các em hãy nhớ like, share và subscribe đăng ký kênh để cô có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều bài giảng bổ ích cho các em nữa nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em nhớ học lại những điểm ngữ pháp mà hôm nay chúng ta đã học và hoàn thành bài tập trong sách bài tập chuẩn bị cho bài học tiếp theo nha. Hẹn gặp lại các em trong những video bài giảng tiếp theo. Goodbye class!